Đây là bộ phim từng làm mưa làm gió trên khắp các phòng vé cách đây 15 năm vì độ cute phô mai que của ba chú sóc chuột và sự chịu đựng vô địch của anh chàng nhạc sĩ số nhỏ Dave. Câu chuyện bắt đầu vào cuối mùa thu khi ba chú sóc chuột Alvin cùng Simon và Theodore đang bận rộn với kế hoạch tích trữ hạt rẻ cho kỳ ngủ đông sắp tới. Chúng cùng nhau ca hát và làm việc rất hăng say cho đến khi ngôi nhà của chúng là cái cây này đã bị con người chặt phá. Thế là ba đứa bị kẹt lại trên xe tải và được vận chuyển vào thành phố. Theo đơn đặt hàng của cái cây thì nó đã được một tòa cao ốc mua lại để làm cây thông Giáng sinh. Trong thành phố ấy có chàng nhạc sĩ tên Dave kiêm luôn nhân viên văn phòng. Hôm nay anh cũng đến tòa cao ốc ấy để gặp lại người bạn cũ là anh Chọc để giới thiệu ca khúc mình vừa sáng tác. Dave lập tức trở thành khách hàng VIP của hệ thống nên nhân viên chào đón tiếp đãi anh rất niềm nở và nhiệt tình. Thằng Chọc chỉ nghe được nửa bài đã tắt và nói đây là bài hát tởm nhất tao từng nghe. Mày nghĩ ca sĩ nào sẽ hát cái loại nhạc cũ rích và nhàm chán như thế này? Vì là bạn nên tao khuyên mày nên dừng việc sáng tác nhạc không dành cho con người đi. Dave thất thần rời khỏi phòng làm việc và thái độ của những nhân viên ở đây cũng đột ngột thay đổi. Anh đến xin ít nước họ nói không có, định ăn cái bánh lót dạ cũng bị lấy lại. Sao mấy người này trở mặt còn nhanh hơn người yêu cũ nữa? Không chấp nhận ra đi tay trắng, Dave quyết định cướp luôn giỏ bánh cho nó ngầu. Mùi thơm của những chiếc bánh đã khiến ba chú sóc chuột mê mẩn. Chúng bất chấp trốn vào giỏ bánh và vô tình theo Dave về nhà. Anh vứt giỏ bánh vào thùng rác xong lại vào phòng nhạc hát bài đập vỡ cây đàn. Lôi hết những món nhạc cụ gắn bó với mình ra đập không thương tiếc. Trong khi Dave mệt mỏi và chán nản thì chúng ta có ba con sóc chuột đang tràn trề năng lượng. Chúng thoát khỏi thùng rác và bắt đầu hành trình khám phá phòng bếp. Chẳng mấy chốc chúng đã phát hiện ra một thiên đường thức ăn trong tủ. Nào là snack và phô mai viên, chuyến này ăn ngập mồm là có thật rồi. Tuy nhiên chỉ vài giây sau chúng đã phải trốn vì Dave đã nhận ra phòng bếp phát ra tiếng rì sầm to nhỏ. Nhìn thấy bát đựng phô mai đã bị dịch chuyển đến vị trí khác. Bắt đầu từ lúc đó, Dave đã bật chế độ cảnh giác tối đa với tất cả những hiện tượng lạ trong nhà. Đến khi xác định được thứ gì đó bên trong tủ thực phẩm khô, Dave đã cầm một cái phớ chét kem đập tới tấp vào trong. Anh phát hiện một con sóc mập đang ăn vụng và bị một con ốm tấn công. Quyết không tha cho lũ đầu trộm đuôi cướp này nên Dave đã nỗ lực hết mình để bắt được chúng, nhưng cuối cùng chỉ tự chuốc phiền phức vào người. Bọn sóc thấy anh bất tỉnh thì bắt đầu hoảng loạn. Con thông minh nhất là Simon còn tính đến chuyện lấy bao và sảnh định phi tăng cái xác thì Dave lờ mờ tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đập vào trong đen của anh là ba con sóc chuột vô cùng đáng yêu. Anh tự trấn an mình đây chỉ là mơ thôi mà thì thằng Alvin lại mở mồm ra hỏi thăm anh chưa chết à? Đậu xanh rau má cái quần đùi gì vậy? Dave lần đầu tiên nghe được sóc chuột nói chuyện sợ đến bay luôn cái đàn ông. Nhắm mắt lại tự kỷ ám thị đây chỉ là mơ rồi mở mắt ra. Chúng vẫn đứng sờ sờ ở đó và còn liên tục giải thích về sự tích té cây từ nhỏ của Alvin nên đầu cậu ta hơi man mát. Simon tự nhận mình là đứa thông minh nhất trong nhóm còn thiếu đo lúc nào cũng mũm mĩm đáng yêu. Kể tiếp bọn mày thông minh điên khùng gì chứ cút ra khỏi đây hộ bố mày cái. Ở đời đúng là con nghèo nó hay đi với thằng xui. Hôm nay quả là một ngày tồi tệ với Dave nhưng bọn sóc chuột sau khi bị đuổi ra ngoài thì trời lại đổ mưa. Thế nhưng việc chúng đối mặt với những việc không như ý chính là cùng nhau ca hát. Dave vô tình bị giọng hát của chúng thu hút và đồng ý cho chúng vào nhà. Khi ấy khuôn mặt Dave rất nghiêm túc, anh đưa ra một thỏa thuận với bọn sóc hát ca khúc của mình và được ăn ngủ lại ở đây. Đầu Simon nhảy số trước tiên hỏi có bao gồm được ăn sáng không. Lần lượt những đứa khác cũng học theo hỏi chúng có được sử dụng TV không. Những sinh vật bé nhỏ này đã truyền cho Dave cảm hứng để tiếp tục viết nhạc thế nên anh đã đồng ý tất cả những việc chúng yêu cầu. Và cho đến khi Dave nhận ra viết nhạc thì cần đến nhạc cụ mà bây giờ chúng lại đang được tắm mưa ở ngoài sân. Anh ba chân bốn cẳng chạy đi nhặt chúng về dù có dầm mưa đến toàn thân ướt sũng. Dave nghiêm túc bao nhiêu thì ba con sóc lại hờ hững bấy nhiêu. Và thế là nhạc thì chưa viết được chữ nào lại còn phải còng lưng ra gánh ba đứa trẻ châu ấy. Vậy mà trong lúc chúng ngủ Dave đã phát hiện ra tiếng ngáy của chúng có thể tạo nên giai điệu cho một bài hát. Anh nhẩm theo rồi phóng ra ngoài vừa đàn vừa sáng tác lời trên nền giai điệu đó. Nguồn cảm hứng tràn trề khiến Dave làm việc liên tục mà không thấy chán. Cho đến khi ngủ thiếp đi và bị tiếng ồn của ba con sóc làm cho thức giấc, chúng nướng bánh mì sandwich đến độ cái lò bốc khói. Trong lúc Simon nhặt hụt miếng bánh ngay trước mặt Dave đã cảm thấy có điều gì là lạ. Anh bắt đầu hỏi Simon về những đồ vật trước mắt nhưng cậu đều trả lời sai. Biết cậu ấy có vấn đề về thị lực nên Dave mượn tạm chiếc kính của tượng ông già Noel cho cậu ấy. Có cặp đít trai, Simon ngay lập tức nhìn rõ được cảnh tượng kinh hoàng không khác gì bãi chiến trường. Dave không muốn mất thêm thời gian nên bỏ qua hết lỗi lầm của chúng. Chỉ cần giúp anh hoàn thành và trình bày ca khúc mới này để lấy lại danh dự. Hôm sau Dave mang đến cho anh Chọc một hộp quà trông rất hoành tráng. Bên trong là bộ ba sóc chuột đang vô cùng hoang mang sợ hãi. Cuối cùng chúng đứng như chết chân không chịu hát làm Dave lại phải muối mặt xin lỗi người ta. Ngày họp trên công ty anh đã chuẩn bị rất kỹ trình bày nội dung cho chiến lược quảng cáo sắp tới. Đang bàn hăng say thì Dave xin gián đoạn để nghe điện thoại của mẹ. Nhưng sự thật đằng sau lại là Simon gọi cầu cứu vì Alvin đang bị kẹt trong máy hút bụi. Kế đó là Theodore đứng bên cạnh cổ vũ tinh thần cho đồng đội cũng bị vạ lây. Biết Dave không về nên Simon uy hiếp rằng sẽ biến nhà anh thành hồ bơi.
Dev vốn rất coi trọng dự án này nên không thèm quan tâm đến việc ở nhà. Chuyển sang trình bày bằng tài liệu thì ôi thôi, trang đầu tiên là hình vẽ tụi nó đoán về kích cỡ mông của Theodore. Trang thứ hai là sự thông minh của Simon, trang thứ ba là mức độ khám lọ trong quần chip của Alvin đạt bao nhiêu điểm. Đến đây Dev tự biết số phận của mình nên đã chủ động đề xuất xin thôi việc. Trở về nhà với tâm trạng buồn như chó cắn, Dev đã mắng bọn chúng một trận. Sau đó vì nhận được lời mời ăn tối của bạn gái cũ nên Dev đã yêu đời trở lại. Anh tự tay bày biện trang trí một bàn ăn lãng mạn dưới ánh nến lung linh. Bọn sóc muốn tác hợp hai người thành một đôi nên đã bày ra đủ trò nào là bật nhạc mà cả hai người cùng yêu thích, rồi sau đó đột ngột tắt đèn khiến họ một phen hú vía. Không ngờ chúng lại chạy đến nhà anh chọc và bắt đầu hát. Hắn nghe thấy tài năng của ba chú sóc lập tức thay đổi thái độ, liền gọi đến cho Dev thông báo về việc đồng ý cho chúng tham gia vào công ty mình. Chẳng mấy chốc sản phẩm âm nhạc của ba chú sóc đã được truyền bá rộng rãi khắp nơi và nhận về những lời khen cũng như đóng góp tích cực nhằm hoàn thiện hơn. Hôm nay là ngày đón Giáng sinh đầu tiên của chúng khi ở nhà Dev. Anh đã chuẩn bị cho chúng những món quà bào bọt và vô cùng sơ sài. Trong lúc đó, anh chọc lại mang đến rất nhiều quà đắt giá. Sau khi nhóm sóc chuột trình diễn xong tiết mục tại quán bar thì ông chủ có lời mời Dev hợp tác phát triển thêm nhiều mặt hàng có liên quan đến sóc chuột. Nhưng Dev đã cố bảo vệ để chúng không bị lợi dụng và bóc lột quá nhiều. Thỏa thuận thất bại nên tên chọc âm thầm đến gặp Alvin và vẽ ra một viễn cảnh giàu sang có tất cả mọi thứ mà mình muốn nếu biết nghe lời. Kể từ đó, chúng cũng bắt đầu bị tiêm nhiễm những thói hư tật xấu. Nhà cửa không dọn dẹp mà thuê hẳn một cô người hầu. Đứa thì mê chơi game, đứa trốn ăn vụng như hạng. Cảm thấy tình hình bất ổn, Dev lập tức triệu hồi cuộc họp gia đình. Bọn sóc giờ chẳng còn chịu nghe và tin lời Dev nữa. Chúng cứ cho rằng mình là ngôi sao thật sự kiếm được rất nhiều tiền. Đối với chúng bây giờ anh chọc là số 1. Thật khó tin là chúng lại dễ bị dụ như vậy. Anh cố cảnh báo họ nên cẩn thận với tên chọc và tranh cãi một trận nảy lửa. Đêm đó chúng vì suy nghĩ lại mà chạy đến tìm Dev để xin lỗi nhưng lại vô tình nhìn thấy tờ giấy đã bị vứt bỏ dưới đít giường. Nội dung Dev viết muốn bọn họ quay về khu rừng sinh sống đã khiến chúng thất vọng về Dev. Sáng hôm sau chúng đã quấn khăn gói rời khỏi anh để đến sinh sống cùng tên chọc. Ở đó có rất nhiều đồ chơi đều tùy ý chúng lựa chọn. Thêm phần không thiết lập gia quy nên bọn chúng chuyển sang bất trị và phá phách. Khi ấy chỉ có cách tìm càng nhiều sâu diễn thì bọn sóc mới thấy được giá trị của hai chữ ngôi sao. Chúng lưu diễn xuyên qua hàng chục quốc gia trên thế giới. Từ chụp hình đến đóng quảng cáo, tất cả các lĩnh vực ba nhóc đều đã được chạm đến. Chúng hoạt động liên tục đến gầy ốm, thậm chí còn ngủ gục trong lúc làm việc mà vẫn không được nghỉ ngơi. Và hôm thu âm bài hát mới, chúng vì kiệt sức mà lăn ra ngủ bất chấp tất cả. Tên chọc khi ấy đã âm thầm đi pha thức uống rồi phục vụ tận nơi cho ba chú sóc. Vừa uống xong, toàn thân chúng ngay lập tức tràn trề năng lượng. Tên chọc ngồi đó cười đắc chí tiếp tục phát kiệt sức lao động của bọn trẻ không chút thương tiếc. Mặc dù Dev đã nhiều lần chủ động liên lạc xin được gặp bọn trẻ một lần thôi cũng được nhưng tên chọc luôn viện cớ từ chối và né tránh việc đó. Sau lưng hắn còn gièm pha chia rẽ tình cảm của bọn trẻ đối với anh, khiến chúng lầm tưởng anh không còn quan tâm đến chúng nữa. Tối nọ, Theodore vô tình vào phòng ngủ của tên chọc xin được ngủ chung thì bị hắn tóm lấy vứt ra ngoài. Từ đó cậu bắt đầu nhớ đến những ngày vui vẻ khi còn ở trong ngôi nhà của Dev. Đúng lúc đó, tại khách sạn, Dev nghe được tin tức ba chú sóc chuột vì bị kiệt sức đến giọng hát cũng thay đổi và thông tin địa điểm của buổi diễn tối nay. Dev lập tức tìm đến rạp xiếc ấy, nơi mà bác sĩ thú y vừa khám cho chúng xong và xác nhận chúng mất giọng vì kiệt sức cần được nghỉ ngơi dài hạn. Nhưng tên chọc đã đầu tư rất nhiều tiền để phát triển chúng, thế nên ông ta luôn miệng đòi hỏi xem có thuốc gì cứu cánh cho vấn đề này không. Bước đường cùng hắn đã đề nghị ba chú sóc hát nhép để lừa khán giả. Mặc dù biết điều đó là xấu xa nhưng chúng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Đang trình diễn hăng hái đúng như kế hoạch thì nghe được tiếng gọi của Dev. Chúng lập tức cởi bỏ bộ trang phục biểu diễn nhàm chán, rũ bỏ hết tất cả hư danh ảo mà tên chọc đã cất công xây dựng và bắt đầu quậy tung sân khấu. Ngay khi sắp được đoàn tụ với Dev thì chúng lại bị tên chọc bắt đi. Hắn nghĩ chúng là lũ gà đẻ trứng vàng nên nhất quyết không chịu buông tha. Lúc Dev lái xe trên đường về nhà trong vô vọng thì ba chú sóc chuột yêu quý của anh đột nhiên xuất hiện. Hóa ra chúng đã tự thoát ra được và bám theo xe của Dev. Họ đoàn tụ với nhau trong niềm cảm xúc hân hoan khó tả. Để rồi về đến nhà chưa gì hết, chúng lại tiếp tục gây rối khi khui bia ăn mừng và làm đổ bia xuống sàn nhà. Dev cố giữ bình tĩnh hết mức nói không sao đâu và rồi khi nước bia tràn vào ổ điện làm chập điện khiến cả căn nhà lập tức chìm trong bóng tối. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.